Wow. Đẹp vai chưa? Đừng Fury đi. Ô. Để tôi nghe ơi. Fury Gold này. Wow. Đấy nha, mình sẽ đi thử đi bắn nào. Ô, có cận chiến anh em ạ. Mà cận chiến nó dị vãi. Nó là đâm ạ. Nó rũi khẩu súng vào đối thủ à. Ôi, khoai to không lo chết đói. Khoai to không lo chết đói. Cận chiến luôn. Bé bị gục ngã trước khoai to là đúng rồi. Trời ơi, thiết phải giờ rồi nhá. Sáng nữ nhá. Ôi, đâu hết rồi. Thôi, còn mấy giây thôi anh em ạ. Liều nhá. Không có gì để mất đâu, không hết thời gian nó cũng phí ấy. Ui. Đám to thế. Đám to thật. Nhìn kìa. Ui rồi lừa ai. Ui tiếc thế nhỉ. Ui vừa được cầm Fury một tí. Ê, chúng ta có màu đỏ ở đây. Chào các bạn, mình là Linh đây. Rồi, có vũ khí. Ôi, chiến binh đặc biệt luôn này. Nhân phẩm đây rồi. Cái này hình như là hóa lợn đúng không? Nhưng mà phải có phụ kiện cơ anh em. Ok. Đúng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với bầu cung. Linh không ai. Thực sự bây giờ mình chơi cái này ấy, mình thích chơi cái loại màu đỏ hơn bởi vì nó không zoom ấy. Khi mà anh em zoom lên nhìn nó chóng mặt, cứ zoom liên tục nó chóng mặt vãi. Từ 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 bạn ơi, no. Shit. Gặp ngay con biểu. Rồi. Xong, mình nó cào mạnh cái huyết thanh, may mà mình là chiến binh đặc biệt đấy. Không là toang rồi. 700 máu. Ê, khỏe phết nhỉ. Chết. Chết đi. Con đồ to AFK đây này. Ủa, shit. No. Mẹ nó lừa. Lúc quân lừa đảo. Tí gì. Lừa. 1.400 này, ôi khỏe phết nhỉ. Ôi, ôi chua. Té. Đoạn. Ôi, nó tăng hình đâu rồi? Ui, sợ vãi. Mình nhìn cái con đấy đúng ám ảnh luôn đấy. Ôi, 1.001 này. Chà, đấy là mình cũng không tụ nhé. Để thử mình tự tụ phát ra được bao nhiêu máu. Ui, ôi, tăng hình kìa. Ui, giời ơi. Ui, đâu, sao phòng này toàn zom ghê thế? Cả con zom ấy nữa này. Té lẹ. Ui shit. Nó biết bắt đi. Té thế nhìn đi nhìn đi. Thôi nó đạp vào mỏ bây giờ. Không nhảy hay nấc đi bạn, nhảy hay nấc đi. Đứng gần con xà nữ được hồi máu nhá. Anh em ạ, đây. Mình cho anh xem nhìn đấy. Nó bắt ép lên là mình được hồi máu đấy. Vào đây mình thấy có dấu hồi máu lên mà. Chết đi. Chết này, mày tác vào đầu. Xin nhá. Cầm ngay cái cung thì gặp cái con vếu kia thì sao mà bắn ta. Chết, no. Nó kia. Ôi trời ơi, mày giật cả mình. Mẹ, con đấy chó thật. Cầm ngay cái nỏ đó chứ đấy. Ngày gì vậy. No, thôi. Mày bắn đây con lợn này. Cay. Ở đây mày lại hồi sinh đây rồi. cho nhau bắn phát nào. Ui ôi. No. Đây. Mình cứ dặn đến khi nào dặn đủ đam thì bắn trượt đấy. Cảm giác nó bị sang chấn tâm lý lắm luôn đấy. Đây rồi. Đầu. Ui dồi, nhìn giữa luôn. Bá phết anh em ạ. Ui, dặn lâu quá. Thực ra cũng không phải đến nỗi cần dặn đâu anh em ạ. Bởi vì là bình thường bắn đã hơn 1.000 máu rồi. Dặn thì cũng chỉ lên được 100-200 đam thôi. Ua. One shot luôn. Có nờ rồi. Yeah. Đổi đời anh em ơi. Nút nờ đổi đời đây rồi. Ui, biết xa. Thôi nhỉ, cầm cái này đi nhỉ. Thôi cái nỏ nó chỉ như thế thôi anh em. Ôi, thằng này được cái hòm này. Rồi, mình sẽ đi cận chiến nhá. Combo này thì ngon quá rồi. Ui ôi, con Deathstroke Gold kìa. Ui ôi, đập một con véo. Thôi mẹ, vừa được cái huyết xà xong. Ở đây đầu xít này.
phải là chó nhá. May mà nó không trói chân mình lại. Con này nó mà tiến hóa là mệt vết. Nào. Nghèo. À, sao mình cứ lỡ tay ta? Toàn mấy con ngon đấy mà không cần chiến. Né đâu. Mẹ, nó từ nó nghĩ nó nhỏ lắm sao mà nó cứ lách cười vậy. Ui, thôi chết rồi. Ui, nó lên được kìa. Thật luôn. Chịu. À, mày đuổi ai, hết ép rồi ta. Mày tưởng mày khỏe à? Hả? Con dây con này. Được rồi. chạy ơi. Em chậm chưa nó rồi, em không biết nói đâu. Đây này. Này bắt. Shit. Ui mày thế. Mày không có cái quả này nổ lan ra là toang mấy con về luôn. Ui rồi. Thôi. Dính xít rồi. Cứu bạn ơi. Cứu mình bạn ơi. Bắn vào đến. Lì đấy. Chết đi. Khỏe thế. Té. Thề mình vẫn còn nè. Thôi hết rồi. Thề mình sau mình chắc phải cất con chó đi các bạn. Con chó này toàn đi bóp đồng đội thôi. Một thằng nữa làm hero nha. Trốn nha. Trốn đi. Ngồi vào đây. Đấy đúng. Ngồi im đấy. Mẹ nó mà gì thế. Bố con mình toang đấy. Trốn đi. Đừng. Úi dồi con về bây giờ. Ai đã thấy mình rồi. Ui nó nhảy trượt. Từ. Mình phải bình tĩnh. Đợi nó hết em đó. Đây rồi. Cũng mạnh đấy. Trời ơi đây rồi. Đứng lại. Đứng hết lại. Trời ơi. Mình làm hero khác lắm anh em. Cháy ra. Ui đông thế. Wow, đông quá. Trời ơi nhìn kìa một lũ kìa. Chúng nó bao vây kìa. Đấy xong dụ qua đây. Anh em phải bình tĩnh đúng không? Chúng nó sẽ chặn đường. Nhưng mà không. Chưa đâu. Cuộc vui vẫn chỉ mới bắt đầu. Trời ơi. Linh hách lão. Sao con này khỏe thế. Nhìn con vếu này. Ok. Trời ơi mà không mai không chết nó luôn ý. Mẹ nó ăn cái đó mà trâu thế. Mình hết cái dịch chuyển rồi. Thằng này chói nó trốn đây. Khổ thôi được rồi. Nói chung là cũng hay rồi. Như thế là cũng là cố gắng chống cự đến hơi thở cuối cùng rồi. Ôi thôi nó có bị lag kìa. Ôi dồi ôi quái vật. Mà sao nhiều máu thế.